Có lẽ đây sẽ là một ký ức khó phai trong cuộc đời làm nghề của tài xế này khi chiếc xe do anh điều khiển bị mất lái lao thẳng xuống nước. Đến trưa 16 tháng 1 năm 2024, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương giải quyết hiện trường vụ xe đầu kéo chở cuộn sắt lao xuống con rạch trên đường Nguyễn Văn Linh. Theo thông tin ban đầu, hơn 8 giờ sáng cùng ngày, một chiếc xe đầu kéo có kéo theo rơ móc chở cuộn sắt nặng hàng chục tấn chạy trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ khu công nghiệp Tân Thuận về huyện Bình Chánh. Khi xe đến khu vực thuộc phường Bình Thuận, quận 7, thì chiếc xe bất ngờ tông ngã giải phân cách, lao sang làn xe máy, trèo lên vỉa hè rồi đâm thẳng xuống rạch nước ven đường. Tại hiện trường, các cuộn sắt nặng hàng chục tấn văng xuống đường, nằm lún sâu dưới nền gạch trên vỉa hè. Theo các nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn, đường vắng xe qua lại nên không có thương vong. Riêng tài xế tự mở cửa cabin thoát ra ngoài và bị xây xát nhẹ. Vụ việc sau đó được báo cáo cơ quan chức năng. Một xe cẩu loại lớn đã được điều đến hiện trường để di dời xe gặp nạn. Công nhân đơn vị quản lý tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng có mặt thu dọn hiện trường và cảnh báo người dân qua lại.